bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu dây nam nha. Mẫu dây chuyền nam. Đây dây xích. Mắt rồng nha. Dây này trọng lượng vàng là 1 lượng 4 nha. Tầm cỡ 43 triệu. Mắt xích này, rồng của nam. Đây một cái xích nam, dây chuyền nam nha, 1 lượng 7, tầm cỡ 52-53 triệu nha. Cái này xích đều hết, không có xen kẽ xích mắt khác nhau nha, cái này mắt giống nhau luôn nha. Đây một cái dây chuyền mắt rồng bên nhau, xen kẽ mắt rồng nha. Cái này có 1 lượng 9 4/4 nha. Tầm cỡ 60 triệu. Đây một cái dây xích nam có chữ phú quý nè. Mắt kim tiền xung quanh này phú quý nè. Dây này 1 lượng 501, tầm cỡ 32 triệu nha. Giá vàng hôm nay, giá vàng 18k thì 2.960.000, bán ra mua vào là 2.660.000. Đây dây nam 1 lượng 2906, tầm cỡ 40 triệu. Đây là mắt xích nha. Xích bọng nè. Dây này 1 lượng 5/7, hơn 30 triệu nha các bạn. Có kim tiền nè, hoa văn kim tiền nè. Đây một cái dây chuyền nam nữa. Này 1 lượng 5/5, hơn 30 triệu xíu nha các bạn. Và này vàng 18k. Đây thêm một cái mắt xích nam 1 lượng 3/2. Đây thêm một cái lắc cong, lắc này là một dây cong 9/5, tầm cỡ 28-29 triệu. Đây thêm một cái dây cong mắt rồng này 1 lượng hơn, tầm cỡ 30-31 triệu. Có dây cong 1 lượng 4/6, dây cong mắt mắt dài tầm cỡ 30 triệu. Đây một cái mắt xích nhỏ 8.5 triệu, tầm cỡ 26 triệu nha. Đây là dây nam nha. Thêm một cái dây xích 9.5, tầm cỡ 28-29 triệu nha các bạn. Đây thêm một cái dây chuyền nam nhỏ 6.5, tầm cỡ 20 triệu.
Đây một cái dây xích nhỏ hơn, 7 chỉ rưỡi nha. Tầm cả 25 triệu. 24 25 triệu. Đây một cái dây bọc. 5 chỉ mấy thì tầm cỡ 16 triệu, 16 17 triệu. Thêm cái dây xích nhỏ nữa. Cái này 5 chỉ 51 tầm cỡ 16 17 triệu thôi nha. Đây thêm một cái dây xích nữa. 7 chỉ 54 cỡ 22 triệu. Đây mình giới thiệu một số lắp dây lật nha. Dây lật nam 9 chỉ 89 đây. Đây, đây là dây lật nam. Nó dây này tầm cỡ một lượng ít hơn hoặc nhiều hơn một chút xíu nữa. Dây này to nè. 7 chỉ 26 nó bọng thôi nha. Còn dây này dây đặc. Đây một cái dây xích 7 chỉ 80. Còn cái 22 triệu. Dây đặc nè, dây Chanel đặc là 9 chỉ 93. Tầm cỡ 2,28 triệu. Các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ và đăng ký kênh thì mình sẽ chia sẻ thêm nhiều mẫu dây chuyền nam bên mình mặc nhẫn lắc tất cả mọi thứ luôn nha. Nhưng mà cái này nó to hơn. Đi dưới đây.